Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Lạc đà phải làm thêm giờ trong thời gian World Cup Qatar. Với hơn 1 triệu du khách tới Qatar xem World Cup, những con lạc đà ở đây đang phải làm thêm giờ để phục vụ khách hàng muốn trải nghiệm cảm giác cưỡi thú trên sa mạc. Juan Go, một du khách người Argentina 28 tuổi, nói với AP sau lần cưỡi lạc đà, cảm giác ấy thật tuyệt vời vì bạn thấy mình cao vọt lên. Giữa những trận đấu bóng, lượng du khách tới Qatar đông chưa từng thấy, đang tìm kiếm và tận hưởng trải nghiệm đặc trưng của vùng vịnh, như cưỡi lạc đà, chụp ảnh với chim cắt và lang thang quanh những con chợ truyền thống. Trong một chiều thứ sáu gần đây, hàng trăm du khách mặc áo bóng đá hoặc quấn quốc kỳ trên vai, đứng xếp hàng chờ đến lượt cưỡi lạc đà. Những con lạc đà không nhúc nhích liền bị người điều khiển bắt đứng dậy. Theo AP, người làm nghề điều khiển lạc đà đang kiếm được số tiền lớn hơn ngày thường nhiều lần. Ông Ali Jaber Ali, một thợ chăn lạc đà 49 tuổi, cho biết tiền đang đổ tới rất nhiều, cảm ơn Chúa nhưng áp lực công việc hiện nay rất lớn. Theo ông Ali, trước World Cup, công ty của ông tổ chức trung bình 20 lần cưỡi lạc đà mỗi ngày, trong tuần và 50 lần vào cuối tuần. Từ khi World Cup khai mạc, ông và đồng nghiệp tổ chức 500 lần cưỡi vào buổi sáng và 500 lần vào buổi tối. Số lạc đà của công ty ông cũng được tăng từ 15 đến 60 con. Lượng khách du lịch tăng vọt cũng đồng nghĩa với việc một con lạc đà có ít thời gian nghỉ ngơi giữa các chuyến hơn. Một lần cưỡi ngắn sẽ kéo dài 10 phút, trong khi chuyến đi dài từ 20 đến 30 phút. Thông thường lạc đà sẽ được nghỉ ngơi sau 5 chuyến, nhưng kể từ khi World Cup bắt đầu, những con vật này thường phải chở khách liên tục 15 đến 20 chuyến, có khi tới 40 chuyến. Chú chim lập kỷ lục Guinness Thế Giới. Theo ABC News, một chú chim chắc mỏ thẳng đuôi vằn 5 tháng tuổi mới đây lập kỷ lục Guinness về di cư đường dài sau khi bay 13.560 km không ngừng nghỉ trong 11 ngày. Vào tháng 10, chú chim chắc thường sống ở khu vực đầm lầy, bay từ Alaska đến New Zealand để trú đông. Tuy nhiên, vì lý do nào đó xảy ra trong hành trình thì chú chim nhỏ đã bay vòng một chút, khiến cho quãng đường bay của nó bị chênh thêm 500 km so với hành trình ban đầu. Đó có vẻ là một khoảng cách nhỏ so với hành trình 13.000 km thông thường, nhưng lại là sự chênh lệch có thể gây hậu quả chết chóc. Ông Eric Waller làm việc tại tổ chức Bird Life Tasmania cho biết, hải âu và chim báo bão có thể sa xuống mặt nước để kiếm ăn, nhưng nếu con chim Jack đáp xuống nước nó sẽ chết. Nó không có màng ở chân nên không thể trồi lên khỏi mặt nước. Do đó, nếu rơi xuống nước vì kiệt sức và thời tiết xấu thì cuộc đời nó sẽ kết thúc. Các nhà khoa học có thể theo dõi chuyến bay kỷ lục của chú chim nhỏ nhờ sự trợ giúp của một thiết bị nặng 5 gram. Dữ liệu cho thấy con vật 5 tháng tuổi này cất cánh vào ngày 13 tháng 10 từ vùng đầm lầy Yukon-Yukonwem ở Alaska, bay theo tuyến đường thông thường qua Thái Bình Dương xuống New Caledonia và qua biển Tasman, trước khi thực hiện một cú ngoặt 90 độ bất ngờ khiến nó hướng về Tasmania thay vì điểm đến New Zealand ban đầu. Tiến sĩ Waller ước tính con chim này bị giảm ít nhất phân nửa trọng lượng cơ thể trong chuyến bay liên tục kéo dài 11 ngày, nhưng nó hạ cánh an toàn trên cạn, lập kỷ lục Guinness mới về quãng đường bay di cư của loài chim. Các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải vì sao những loài chim nhỏ bé như vậy lại có thể vượt qua chặng đường dài kỷ lục mà không cần dừng chân và cũng không bị lạc. Syria thu hồi khoảng 35.000 cổ vật bị đánh cắp trong mùa xuân Arab. Nhà chức trách Syria đã thu hồi khoảng 35.000 cổ vật bị đánh cắp kể từ khi cuộc xung đột kéo dài 11 năm tại nước này bắt đầu bùng phát. Theo ông Faraj Dako, giám đốc phụ trách quan hệ văn hóa tại Cục Cổ vật và Bảo tàng Syria, cho biết các cổ vật trên được thu hồi với sự giúp đỡ của cộng đồng địa phương và các cơ quan hữu quan. Phát biểu bên lề cuộc triển lãm, các báo vật khảo cổ được thu hồi được tổ chức tại Bảo tàng Quốc gia Syria ngày 27 tháng 11. Ông Dako cho biết một phần lớn các hiện vật này đã được giám định, bao gồm xác định niên đại và xác định giá trị của từng hiện vật, trước khi giới chuyên gia tiến hành phục chế để đưa ra triển lãm tại bảo tàng. Bà Leila Al-Samad, người phụ trách bảo tàng cổ vật Syria cổ đại, cho biết hầu hết các cổ vật trên bị cướp bóc tại khu vực miền Bắc Syria, đặc biệt là ở những khu vực do quân nổi dậy kiểm soát. Theo bà Leila Al-Samad, quân đội Syria đã tịch thu được nhiều cổ vật và ngăn chặn hành vi buôn lậu cổ vật ra nước ngoài. Triển lãm kho báu cổ vật của Syria sẽ kéo dài 2 tháng kể từ ngày 24 tháng 11.
đấu giá hoắc thạch ngư lông 180 triệu năm, một bộ xương hoàn chỉnh hiếm của loài ngư lông Cynotaurus longifrons sẽ được bán đấu giá vào tháng tới, dự kiến thu về hơn 600.000 Mỹ kim. Cuộc đấu giá do công ty Bonham Connect Design C tổ chức sẽ diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp vào ngày 13 tháng 12. Hóa thạch 180 triệu năm của ngư lông dài khoảng 2,4 mét và được bảo quản rất tốt trong bùn carbonate mềm ở Lorraine trước khi tình cờ được khai quật vào đầu những năm 2000 trong quá trình xây dựng đường sắt cao tốc. Giám đốc tư vấn bộ phận lịch sử tự nhiên Bonham ở Los Angeles, bà Claudia Florence cho biết bộ xương này gần như nguyên vẹn với tổng số hơn 80% là xương nguyên bản. Đây là lần đầu tiên một mẫu vật hoàn chỉnh như thế này ở Pháp được đưa ra đấu giá. Quá trình đục đẽo để thu thập từng mảnh xương hóa thạch, sau đó ghép chúng thành mô hình 3 chiều và đặt trên giá đỡ bằng đồng đòi hỏi kỹ năng và độ chính xác cao. Nó đại diện cho hơn 2 năm làm việc của một chuyên gia. Theo Bonham Connect Design Center, ngư lông Cynotaurus longifrons là một loài động vật biển săn mồi trong kỷ Jura thuộc bộ Ichthyosauria, còn được gọi là thằng lằn cá hay là ngư lông. Mặc dù không có quan hệ họ hàng với cá heo, chúng có nhiều điểm tương đồng về hình dáng, cách bơi lội và sinh sản, giống như cá heo có nguồn gốc từ thú trên cạn thích nghi với cuộc sống dưới biển. Tổ tiên của ngư lông cũng được cho là động vật bò sát trên đất liền. Răng của Ichthyosauria mọc lại trong suốt cuộc đời của chúng. Các loài khác nhau có hình dạng răng khác nhau để nhắm mục tiêu vào con mồi nhỏ hơn hoặc lớn hơn. Một số thậm chí còn ăn thịt đồng loại. Các thành viên trong chỉ Cynotaurus có hộp sọ nhỏ, miệng kéo dài thành mỏ và giỏi bơi lặn nhờ vây lưng, vây đuôi hình bán nguyệt lớn và các chi giống như vây ngực của chúng. Loài Cynotaurus longifrons vẫn chưa được nghiên cứu chuyên sâu và hiện có rất ít tài liệu về nó. Công ty Bonham Connect Design Center ước tính mẫu vật hoàn chỉnh hiếm của loài ngư lông này có thể thu về từ 400.000 đến 600.000 euro. Moromile kết hợp môn điền kinh và nghệ thuật để đánh dấu một bước tiến quan trọng giữa việc chạy điền kinh và nghệ thuật. Tổ chức phi lợi nhuận Moromile đã giới thiệu tác phẩm nghệ thuật công cộng đầu tiên của họ. Ông Craig Oppenheimer là người sáng lập tổ chức này cho biết có rất nhiều bức tranh tường tại Philadelphia nhưng không biết ai là tác giả, cũng không biết những câu chuyện ở đằng sau từng bức tranh. Tháng 3 năm 2021, ông Oppenheimer và một nhóm bạn quyết định thay đổi điều này khi tạo ra những lộ trình chạy điền kinh thông thường bằng cách sử dụng từng bức tranh tường như bản đồ hướng dẫn tuyến đường chạy bộ của họ. Hàng tháng họ tổ chức một nhóm điền kinh chạy đến những khu vực có bức tranh tường tại Philadelphia, dừng lại để tìm hiểu nghệ thuật. Nhóm cũng hợp tác với các thương hiệu hoặc các tổ chức để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật công cộng mới. Bức tranh tường đầu tiên do nhóm Moromile tài trợ có tựa đề là Sự Cân Bằng do nghệ sĩ Eric Oder thực hiện. Công ty bất động sản Lilly Development cho mượn bức tường thuộc tòa nhà của họ để thực hiện tác phẩm tại số 638 đường Christian thuộc miền nam của Philadelphia. Tác phẩm này mô tả hai vận động viên điền kinh địa phương là Aaron Linnenson và Valentina Viana cùng chạy bộ bên cạnh những chú chim và một chú chó. Aaron cho biết chạy điền kinh giúp anh thoát khỏi sự ám ảnh muốn tự sát trong thời điểm anh phải đương đầu với bản sắc về giới tính của mình. Anh hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người qua hình ảnh chạy bộ của anh được vẽ trong bức tranh tường. Tổ chức Moromile hy vọng đây là bức tranh tường đầu tiên trong số nhiều bức tranh tường mà họ sẽ thực hiện để quảng bá cho hoạt động chạy bộ và nghệ thuật tại Philadelphia.